Cậu đã đông nổi này, xin lỗi các bạn. Mỗi một đồ chơi như một người bạn thân thiết của cậu, vậy mà cậu nỡ đối xử tệ như vậy. May mà cậu đã biết hối lỗi. Hãy đối xử tốt với những đồ vật xung quanh mình nhé Lu. Này đây. Đúng đấy, chính Lu vứt vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đầu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Sao chạy thế này nhá. Ok nha. Ok. Nghe cũng được đấy. Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa? Tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Chữ ký của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của Trung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này, tập này, tập này. Tập này. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình. Bóng mắt này là của tớ. Tớ là người tìm ra trước chứ. Chính tớ mới là người nhìn thấy trước cậu. Nhưng tớ chạy đến trước mà. Không được, cậu phải ra chỗ khác. Chỗ này là của tớ. Ôi, tránh ra chỗ khác. Chạy à? Có đứng lại không? Hả? Chạy! Sao cậu kêu tớ không cho tớ ngủ hả? Cậu chứ. Cậu giật tay tớ thì cậu. Chính cậu đây. Là cậu đây. Cậu cẩn thận đấy. Cậu ý. Cậu chứ. Thì ra là con khỉ nâu đó. Này. Này tớ bảo. Cậu có kế gì à? Tớ với cậu giả vờ đánh nhau, dụ tên khỉ xuống. Thế nhé, thế. Được, được. Đánh nhau đi, đánh đi. Chạy này. Đánh đi. Chết này. Cậu không chạy à? Đứng lại. Cậu đứng lại không? Chết này. Đánh nhau này. Đánh nhau đi. không chạy đi đâu. Mát thế nhỉ. Ê, ê, nhanh, nhanh lên. Ai à? của tôi đấy. Quái lạ. Đâu rồi nhỉ? À, mình hiểu rồi. Ấy. Tôi xin lỗi. Hóa ra là cậu à? Tôi đầu hàng rồi.